Nếu như người này mà tôi sai thì tôi không tiếp tục nghe nhạc nữa. Tôi nói tới mức độ đó thì phải hiểu. Em mà sai là em bỏ nghề luôn á, em nói trời, thiệt. Trời ơi. Úi giời ơi. Trời ơi, cái gì vậy? Không em sai được. Em mạnh hơn tôi luôn hả? Ừ. Trời ơi. Phải như vậy chứ, đã cá phải cá như vậy nha. Trời ơi. Cá mà không khi nghe nhạc nữa nó bình thường, không có nhạc chỉ việc bình tai là không nghe hỏi. Nhạc.